Theo số liệu từ Bộ Y tế, trung bình mỗi năm nước ta mất khoảng 2 tỷ đô la Mỹ theo gần 50.000 người ra nước ngoài khám bệnh. Nhu cầu du lịch y tế khám chữa bệnh của người Việt Nam ngày càng cao, các nước trong khu vực đang tìm cách để thu hút nguồn ngoại tệ này. Thì ngày nay, cái việc mà khám bệnh qua hình thức du lịch ở các nước phát triển ngày càng nở rộ ở Việt Nam. Họ sẽ tìm những cái nơi mà đáp ứng nhu cầu của họ về cơ sở vật chất, về nhân sự, về trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, cái việc mà khám chữa bệnh ở nước ngoài thì cái chi phí như chúng ta biết là rất là đắt đỏ. Ngoài ra còn có chi phí về ăn ở, đi lại cũng như là cái rào cản về ngôn ngữ. Tìm những cái trung tâm uy tín thì điều đó cũng không phải là dễ dàng. Để giảm thiểu tình trạng này, Bệnh viện Chợ Giấy tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi Nhật Bản cung cấp quy trình kiểm tra sức khỏe mới theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đó là chuyển từ điều trị sang phòng ngừa. Để được kiểm tra sức khỏe tầm soát ung thư kiểu Nhật Bản tại Trung tâm Kiểm tra Sức khỏe Chợ Giấy Việt Nhật, gọi tắt là Trung tâm HECI, người tới khám phải trả lời 140 câu hỏi. Bộ câu hỏi bao gồm các nội dung lối sống, thói quen hàng ngày, bệnh tật trong quá khứ, tiền sử sử dụng thuốc, tiền sử phẫu thuật, tiền sử bệnh tật của gia đình, các bệnh tật hiện tại. Nhờ vậy, bác sĩ sẽ nắm được tổng quát về tình hình sức khỏe, từ đó đưa ra hướng tư vấn chẩn đoán phù hợp. Qua tìm hiểu thì cái gói khám tầm soát đó, nó có nhiều cái chức năng để mà chẩn đoán về cái ung thư, như là tầm soát qua là xét nghiệm, qua X quang, qua CT, qua siêu âm, nội soi, coi như là cái gói khám của HSI thì coi như tôi thấy nó là tương đối là coi như đảm bảo đầy đủ hơn là các cái gói khám khác, coi như tôi thường đi tới khám các trung tâm khác. Phần lớn người dân đến tầm soát sức khỏe tại HECI trong tình trạng khỏe mạnh, chưa có triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, sau tầm soát phát hiện không ít các tổn thương nghi ngờ ung thư ở tuyến giáp, vú, gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng. Dù không hề có triệu chứng lâm sàng, có những khối u có kích thước chỉ vài mm. Mỗi ngày HECI chỉ nhận khoảng 20-30 khách để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt và chính xác nhất. Các kết quả trong chẩn đoán hình ảnh từ CT, MRI, giải phẫu bệnh sẽ được kết nối với Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh từ xa từ Nhật Bản để kiểm tra, chẩn đoán và được các bác sĩ nước bạn xác nhận.